Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình thời sự trưa hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai có những nội dung chính sau đây. Dự án trụ sở hành chính huyện Bắc Hà chính thức khởi công vào sáng nay mùng 8 tháng 6. Nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh giảm lãi suất cho vay, tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Lực lượng chức năng Lào Cai tiêu hủy hơn 11.200 vũ khí quân dụng, vũ khí tự chế, vũ khí thô sơ, đồ chơi nguy hiểm. Tin thế giới, Nhật Bản thúc đẩy phòng thủ chủ động trên không gian mạng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay mùng 8 tháng 6, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà tổ chức lễ khởi công dự án trụ sở hành chính huyện. Tới dự có đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Dự án trụ sở hành chính huyện Bắc Hà có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng, quy mô xây dựng công trình bao gồm nhà trụ sở hợp khối cao 5 tầng, nhà bếp ăn và phòng công vụ 2 tầng cùng ngoại thất và các hạng mục phụ trợ. Thời gian thực hiện là 360 ngày, dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 24 tháng 5 năm 2025. Được biết, trụ sở cơ quan hành chính huyện Bắc Hà được xây dựng năm 1996, hiện đã xuống cấp và không còn phù hợp với quy hoạch phát triển chung của địa phương. Công trình trụ sở hành chính huyện Bắc Hà mới sau khi hoàn thành sẽ nâng cao hiệu quả thực hiện công vụ, đáp ứng yêu cầu làm việc của cán bộ công chức viên chức, người lao động các cơ quan huyện Bắc Hà, đồng thời khắc phục tình trạng làm việc phân tán, xây dựng môi trường công vụ chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Đây cũng là công trình trọng điểm của huyện Bắc Hà chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời tạo điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan đô thị Bắc Hà, góp phần đưa thị trấn Bắc Hà lên đô thị loại 4 vào năm 2025. Cũng trong sáng nay, tại sân vận động trung tâm huyện Bắc Hà đã diễn ra vòng bán kết và chung kết giải đua ngựa truyền thống mở rộng huyện Bắc Hà lần thứ 17 năm 2024 với những vòng đua vô cùng hấp dẫn kịch tính. Phóng viên Thanh Tùng sẽ cập nhật cho chúng ta những hình ảnh ấn tượng của lễ hội đặc biệt này. Thưa quý vị và các bạn, cạnh tôi lúc này là anh Thào Xeo Phừ đến từ xã Bản Phố, huyện Bắc Hà, và anh hiện tại đang là đương kim vô địch của giải. Và đây là người bạn đồng hành rất thân thiết của anh Phừ. Cùng với hơn 30 nài ngựa thì anh Phừ đã rất sẵn sàng để bước vào các vòng đua vô cùng kịch tính của giải đua ngựa năm nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, không khí tại sân vận động Bắc Hà lúc này đang rất nóng bởi sự hò reo của gần 20.000 người dân và du khách. Vòng đua bán kết có sự tham gia của 2 nài ngựa đến từ huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, 7 nài ngựa đến từ huyện Bát Sát và 23 nài ngựa đến từ huyện Bắc Hà. Với cự ly 1.500m, 32 nài ngựa sẽ được chia thành 8 lượt đua để lựa chọn ra 16 nài ngựa vào vòng trong. Tiếp đó, 16 nài ngựa sẽ được chia thành 4 lượt đua để lựa chọn ra 4 nài ngựa có thành tích tốt nhất bước vào lượt đua chung kết. Để chuẩn bị cho giải đua hôm nay, các nài ngựa đã dốc sức tập luyện, chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngay từ những lượt đua đầu tiên đã có sự ganh đua quyết liệt, các nài ngựa đã sử dụng chiến thuật vô cùng hợp lý, cống hiến cho khán giả những vòng đua đẹp mắt, ấn tượng và kịch tính. Giải đua ngựa truyền thống là điểm nhấn của Festival Cao Nguyên Trắng Bắc Hà mùa hè năm nay với chủ đề nghiêng say vó ngựa cao nguyên. Cùng thời gian này thì tại khu du lịch huyện Bắc Hà cũng diễn ra hàng loạt các sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể thao, ẩm thực độc đáo, hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên khi đến với mảnh đất cao nguyên trắng. Sau 10 năm triển khai chỉ thị 40 của Ban Bí thư, dư nợ tín dụng qua hệ thống ngân hàng chính sách xã hội của Lào Cai đạt 4.576 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với năm 2014. Trong đó, nguồn vốn đối ứng của tỉnh tăng 22 lần, chiếm 8% tổng dư nợ tín dụng. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị là cách mà Lào Cai đang làm nhằm nâng cao chất lượng tín dụng để nguồn lực hỗ trợ của Trung ương và địa phương thực sự tạo cú hích trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Cơ ngơi này, gia đình bà Hằng đã gây dựng những năm qua nhờ được tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Ban đầu chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ, đến nay bà mở rộng quy mô thành trang trại, doanh thu tiền tỷ mỗi năm. Chúng tôi tích cóp và cũng dần dần nên làm dần thôi, chứ còn đầu tư ồ ạt thì cũng không dám. Từ lúc nhà gỗ cho đến bây giờ thì mình cũng đã xây được nhà và làm thêm đầu tư được chuồng trại. Nhưng mà cũng nhờ cái nguồn vốn này mà người dân chăn nuôi rồi là cũng có hiệu quả và cũng thay đổi được cuộc sống.
Mỗi năm, các địa phương dành hàng chục tỷ đồng ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để hỗ trợ cho vay. Đối tượng chủ yếu là nông dân. Được tiếp cận vốn vay ưu đãi, người dân không chỉ có điều kiện đầu tư cho sản xuất, chăn nuôi, phát triển du lịch dịch vụ, mà các lĩnh vực như giáo dục, đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm cũng được thực hiện song hành, hướng đến giảm nghèo bền vững. Là 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo có đủ điều kiện đều được tiếp cận và vay vốn ngân hàng trên xã hội. Từ khi cho vay có 9 đối tượng, đến nay đã lên 17 đối tượng phục vụ. Đặc biệt là tỷ lệ giảm nghèo hàng năm bình quân của giai đoạn là từ 4 đến 5%. Nguồn vốn này chủ yếu tập trung và cho vay vào các dự án trọng tâm theo nghị quyết của tỉnh, của huyện. Qua đó có rất là nhiều hộ đã từ hộ nghèo, cận nghèo đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Tỉnh cũng chỉ đạo xây dựng nhiều mô hình, chương trình, dự án phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững gắn với sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách. Trọng tâm là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành linh hoạt của chính quyền, vai trò giám sát của các tổ chức chính trị xã hội để nguồn vốn đến đúng đối tượng, đúng mục đích và phát huy hiệu quả. Cùng với đó, nhiều giải pháp cũng đã được Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai. Chủ động là thực hiện tốt cái việc huy động vốn, cũng như quản lý và sử dụng cái hiệu quả cái nguồn vốn, ứng dụng và cái mạnh mẽ công nghệ thông tin, hiện đại hóa ngân hàng, thì tiếp tục phát triển các cái sản phẩm dịch vụ hỗ trợ đem lại các tiện ích cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, tham mưu cho tỉnh ban hành được các cái cơ chế chính sách đặc thù đối với tín dụng chính sách trên địa bàn. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Lào Cai đã đạt được mục tiêu mà chính phủ đặt ra là nâng cao chất lượng và hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội. Quan trọng hơn là toàn xã hội đã tham gia vào công cuộc giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, các ngân hàng tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận tín dụng và đưa ra nhiều chương trình cho vay ưu đãi với mức lãi suất giảm từ 1% đến 2% một năm tùy từng nhóm khách hàng. Các chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh đã thực hiện giảm lãi suất huy động, tăng cường tiết giảm chi phí hoạt động, tích cực quan tâm thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và các giải pháp khác để có điều kiện tiếp tục giảm lãi suất cho vay. Theo đó, mặt bằng lãi suất cho vay trên địa bàn 6 tháng đầu năm giảm khoảng 0,5% so với cuối năm 2023. Tính đến ngày 7 tháng 6 năm 2024, tổng dư nợ cho vay theo các chương trình tín dụng trên địa bàn đạt 58.280 tỷ đồng, tăng 2.680 tỷ đồng, tương đương với 4,82% so với ngày 31 tháng 12 năm 2023, cao hơn mức tăng trưởng 2% của cùng kỳ năm 2023. Hiện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Lào Cai đang thực hiện tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các ngân hàng phân đấu giảm lãi suất cho vay, công khai các mức lãi suất huy động để người dân doanh nghiệp thuận lợi trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng, đồng thời đơn giản hóa quy trình thủ tục vốn vay, tạo thuận lợi cho khách hàng trong tiếp cận vay vốn. Thị xã Sapa ban hành kế hoạch triển khai bộ chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công áp dụng tại địa phương. Theo đó, Sapa sẽ thực hiện phát phiếu khảo sát lấy ý kiến của người dân đang sinh sống ở địa phương về 8 chỉ số nội dung, gồm tham gia của người dân ở cấp cơ sở, công khai minh bạch trong việc ra quy định của địa phương, trách nhiệm giải trình với người dân, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, thủ tục hành chính công, cung ứng dịch vụ công, quản trị môi trường và quản trị điện tử, với 25 nội dung thành phần chính và 34 câu hỏi phụ. Qua khảo sát, nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản trị điều hành và cung cấp dịch vụ công, cải thiện chất lượng hoạt động của chính quyền các cấp, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, hiệu lực và hiệu quả. Trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 6, Công an tỉnh phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành kiểm tra, phân loại và tiêu hủy hơn 11.200 vũ khí quân dụng, vũ khí tự chế, vũ khí thô sơ, đồ chơi nguy hiểm. Trong tổng số 11.216 vũ khí, công cụ hỗ trợ các loại được thu hồi từ các đợt tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu công cụ hỗ trợ, Công an tỉnh đã phối hợp và bàn giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp nhận, tiêu hủy 5.580 vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, đạn súng quân dụng, súng săn. Đồng thời trực tiếp tiêu hủy số vũ khí thô sơ còn lại, gồm dao, kiếm, phóng lợn. Toàn bộ số vũ khí được tiêu hủy dưới hố sâu 3 mét
bằng dầu diesel theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng tham gia. Nông dân trồng dưa hấu ở xã Thanh Bình, huyện Mường Khương đang bước vào thời kỳ thu hoạch rộ. Năng suất đạt cao, thị trường tiêu thụ thuận lợi, giá cả ổn định đã mang lại niềm vui lớn cho người trồng dưa. Ruộng dưa hấu của gia đình chị Phan Thị Phượng, thôn Pờ Hồ, đang bước vào thời kỳ thu hoạch rộ. Với giá bán từ 10.000 đến 15.000 đồng 1 kg, chị Phượng ước tính sẽ thu về hơn 50 triệu đồng từ vụ dưa này. Vào thời điểm thu hoạch, ngoài bán ở ngoài đường như này, chúng tôi còn mang ra các chợ phiên bán. Từ khi trồng dưa thì nó bớt khó khăn hơn chút ạ. Vụ đông xuân năm 2024, Thanh Bình trồng gần 10 hectare dưa hấu, tập trung chủ yếu ở thôn Pờ Hồ. Do phù hợp với chất đất và khí hậu nên dưa hấu phát triển tốt, ít sâu bệnh, năng suất ước đạt khoảng 300 tấn, với giá bán từ 10 đến 15.000 đồng 1 kg tùy loại. Sau khi trừ đi chi phí đầu tư, nông dân có lãi hàng chục triệu đồng mỗi 1 hectare, lợi nhuận cao hơn nhiều so với các loại cây trồng can khác cùng vụ. Cùng với dưa hấu, bà con cũng trồng xen thêm một số loại dưa khác như dưa bở, dưa lê, dưa gang, dưa chuột để đa dạng hóa sản phẩm cung ứng cho thị trường, đồng thời giải quyết hiệu quả đầu ra cho sản phẩm. Trồng dưa hơi hơn chục năm nay rồi thì một năm cũng thu hoạch được một ít giống dưa bở này, dưa vàng, dưa chuột này, dưa các dưa hấu này, 3-4 loại dưa thì toàn bán ở ngoài đường này, bán đi chợ bán này. Phải nói là cây dưa trên địa bàn xã Thanh Bình thì là một cái cây trồng chúng tôi xác định là cây tiềm năng của xã, thì phải nói là cây dưa năm nay thì cũng được mùa tương đối tốt. Về chất lượng thì cũng được đảm bảo, góp phần vào cái việc là xóa đói giảm nghèo cho bà con. Từ hiệu quả mang lại, xã Thanh Bình tiếp tục quy hoạch vùng trồng, khuyến khích bà con nông dân mở rộng diện tích, đồng thời phối hợp với cơ quan chuyên môn hướng dẫn bà con cách trồng, chăm sóc và thu hoạch dưa đúng kỹ thuật, kết nối tiêu thụ sản phẩm, từ đó nâng cao giá trị kinh tế cây trồng này, gia tăng thu nhập cho bà con. Thưa quý vị và các bạn, căn cứ Điều 37 Nghị định 82 năm 2020 của Chính phủ, mức xử phạt hành vi vi phạm quy định về đăng ký khai sinh như sau. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ do cơ quan tổ chức, người có thẩm quyền cấp để làm thủ tục đăng ký khai sinh. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi cam đoan làm chứng sai sự thật về việc sinh, cung cấp thông tin tài liệu sai sự thật về nội dung khai sinh, sử dụng giấy tờ của người khác để làm thủ tục đăng ký khai sinh. Như vậy, theo quy định nêu trên, cung cấp thông tin sai sự thật về nội dung khai sinh có thể bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Tiếp theo chương trình, minh bạch xuất xứ hàng hóa nông sản bằng mã QR. Chỉ số giá lương thực thế giới tăng tháng thứ 3 liên tiếp. Hàng loạt các hoạt động tuần lễ biển hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại Dương Thế Giới mùng 8 tháng 6 sẽ được tổ chức từ nay đến hết tháng 6. Chủ đề Ngày Đại Dương Thế Giới năm nay là hiểu biết sâu sắc hơn về đại dương, nhằm kêu gọi các quốc gia và tổ chức cùng khám phá, đánh thức những hiểu biết về đại dương, cùng nỗ lực thay đổi để bảo vệ đại dương. Hưởng ứng tinh thần này, tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam được tổ chức từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 8 tháng 6 là dịp để Việt Nam khẳng định tiềm lực và quyết tâm phát triển bền vững các ngành kinh tế biển, đồng thời bảo vệ tài nguyên môi trường và chủ quyền quốc gia trên biển. Bộ Tài nguyên và Môi trường chọn chủ đề trọng tâm của tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2024 là quản lý, sử dụng bền vững không gian biển. Tỉnh Bắc Cạn vừa có quyết định phê duyệt đề án phát triển khu du lịch Ba Bể thành khu du lịch quốc gia giai đoạn 2022-2030, định hướng đến năm 2050. Theo đó, hình thành khu du lịch Ba Bể bao gồm cả các khu vực tài nguyên du lịch và dịch vụ liên quan, không chỉ gói gọn trong khu vực vườn quốc gia Ba Bể và danh lam thắng cảnh quốc gia Hồ Ba Bể. Để được công nhận là khu du lịch quốc gia, Ba Bể cần đạt các tiêu chí theo luật du lịch, bao gồm tiêu chí về cơ sở hạ tầng, dịch vụ du lịch, an toàn và bảo vệ môi trường. Phát triển du lịch Ba Bể cần đảm bảo tính bền vững như bảo vệ các yếu tố di tích danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Hồ Ba Bể, bảo vệ rừng quốc gia, môi trường và hệ sinh thái, cải thiện đời sống của cộng đồng dân cư địa phương, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch. Năm 2004, vườn quốc gia Ba Bể đã được công nhận là di sản thiên nhiên của ASEAN.
Để quản lý chặt chẽ nguồn gốc nông sản và minh bạch thông tin, nhiều sản phẩm nông sản của Việt Nam đang được khuyến khích sử dụng phần mềm trích mã QR. Việc số hóa này giúp quản lý chất lượng từ khâu sản xuất đến khi nông sản được đưa ra thị trường. Vải thiều Thanh Hà được trồng tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp. Tất cả vải sau khi thu hoạch đều được dán tem QR như thế này. Bằng smartphone có kết nối Internet, người mua có thể quét mã QR. Chỉ sau một giây, các thông tin giới thiệu về nông trại, nguồn gốc, xuất xứ, thời hạn thu hoạch, số liên hệ đã hiển thị. Khi mà cái hợp tác xã mình đã áp dụng cái mã QR này thì về thương mại mình thấy là có phát triển hơn. Đấy, các cái đối tác là sẽ nhiều hơn. Người ta tìm đến mình, người ta biết đến mình. Vì nhờ cái QR này người ta đã xác minh được là chính xác là cái hàng của Thanh Hà. Việc dán tem truy xuất nguồn gốc là yêu cầu cần thiết nếu muốn đưa nông sản vào hệ thống siêu thị, cửa hàng hoa quả sạch hoặc xuất khẩu. Nông sản muốn xuất khẩu thì buộc phải dán tem truy xuất nguồn gốc. Mã QR không chỉ giúp người tiêu dùng mà còn giúp bảo vệ những địa chỉ sản xuất chân chính, những thương hiệu nông sản nổi tiếng các vùng miền, tránh bị làm giả và cơ quan chức năng cũng dễ dàng truy tìm và xử lý vi phạm. Hội đã cùng các doanh nghiệp năm vừa rồi đã xử lý được rất nhiều các cái vụ làm hàng giả. Hiệp hội cũng đã giúp cho các doanh nghiệp để ứng dụng các cái công nghệ mới nhất đưa vào để chống hàng giả và phù hợp với các quy định của chính phủ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã triển khai thí điểm hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc cho các hộ, cơ sở sản xuất nông sản an toàn. Mặc dù kết quả còn khiêm tốn, nhưng điều đó đã minh chứng rõ nét cho hiệu quả ứng dụng công nghệ số vào quá trình sản xuất, quảng bá tiêu thụ sản phẩm của người nông dân công nghệ 4.0. Chuyển sang những thông tin thời sự quốc tế. Truyền thông Đức vừa đưa tin rằng nước này sẽ cần bổ sung ít nhất 75.000 binh sĩ để đáp ứng các cam kết đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO khi liên minh quân sự này triển khai kế hoạch phòng thủ mới. Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh hội nghị NATO tại Litva năm ngoái, nơi các nhà lãnh đạo đã thông qua các kế hoạch phòng thủ chi tiết và mạnh mẽ nhất kể từ sau chiến tranh lạnh. Hiện tại, NATO và các quốc gia thành viên đang nỗ lực chuyển các kế hoạch này thành yêu cầu cụ thể. Theo truyền thông Đức, nước này sẽ cần bổ sung 75.000 binh sĩ vào các quân, sư và lữ đoàn đồng minh để thực hiện các kế hoạch phòng thủ mới. Bộ Quốc phòng Đức hiện chưa có bình luận chính thức về thông tin này. Đức hiện có khoảng 180.000 binh sĩ và đặt mục tiêu tăng quân số lên khoảng 200.000 người. Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc cho biết chỉ số giá lương thực toàn cầu trong tháng 5 tiếp tục tăng, đánh dấu tháng tăng thứ 3 liên tiếp. Điều này xảy ra trong bối cảnh giá các sản phẩm từ sữa và ngũ cốc đều tăng. Chỉ số giá lương thực của Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc trong tháng 5 đạt 120,4 điểm, tăng 0,9% so với tháng 4, nhưng vẫn thấp hơn 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá ngũ cốc tăng 6,3%, giá bơ sữa tăng 1,8%, trong khi giá đường giảm 7,5% và giá dầu giảm 2,4%. Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc dự báo sản lượng ngũ cốc thế giới mùa vụ 2024-2025 có thể đạt 2 tỷ 846 triệu tấn bằng với mùa vụ trước đó do sản lượng đại mạch, gạo và cao lương tăng. Tuy nhiên, tình hình thời tiết bất lợi gần đây ở khu vực Biển Đen có thể dẫn đến sự sụt giảm lượng lúa mì trên thế giới. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã chỉ đạo Bộ Kỹ thuật số soạn thảo dự luật tăng cường phòng thủ mạng chủ động nhằm giám sát và phát hiện sớm các dấu hiệu tấn công mạng. Dự luật dự kiến sẽ được trình Quốc hội vào phiên họp bất thường mùa thu này. Trong cuộc họp với Ủy ban Chính phủ gồm 17 chuyên gia an ninh mạng và luật sư, Thủ tướng Kishida nhấn mạnh đây là nhiệm vụ cấp thiết cho bối cảnh an ninh hiện nay. Phòng thủ mạng chủ động bao gồm việc giám sát, phát hiện sớm các dấu hiệu tấn công và nếu cần, sử dụng virus máy tính để vô hiệu hóa máy chủ của kẻ tấn công. Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật số Taro Kono đề xuất thiết lập hệ thống phòng thủ mạng tương tự như Mỹ và châu Âu, vừa bảo vệ an ninh mạng, vừa đảm bảo quyền lợi của người dân. Tết Đoan Ngọ năm nay rơi vào ngày 10 tháng 6. Để ăn mừng, một vườn thú ở Quảng Đông, Trung Quốc đã tổ chức làm bánh tống tử cho gấu trúc. Bánh tống tử, hay còn gọi là bánh bá trạng, là một loại bánh tương tự bánh ú của Việt Nam. Những ngày qua, các bạn nhỏ khi đến thăm công viên ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã được tham gia một hoạt động đặc biệt, làm bánh tống tử cho gấu trúc.
khác với bánh truyền thống làm từ gạo nếp với nhân đậu hoặc nhân thịt. Những chiếc bánh tống tử dành cho cấu trúc được làm từ cà rốt và các loại trái cây mà loài vật này yêu thích. Đây là một trải nghiệm vô cùng lý thú và bổ ích dành cho các bạn nhỏ, vừa mang đến món quà đặc biệt cho các chú cấu trúc. Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh ngày 8 tháng 6 năm 2024. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, đêm về sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, đêm về sáng sớm có lúc có mưa, mưa rào và có thể có dông. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm trung bình trên 90%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa rào và có thể có dông. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.